đến với kênh Giải Trí Việt KT. Hôm nay mình sẽ vào bếp với món ngỗng nướng ướp chao siêu cay. Các bạn hãy cùng theo dõi mình nhé. Cho vào muối, một ít muối, một ít bột ngọt, cùng với lại giả, ớt, lá chanh và hành tỏi mình giã đều lên nha các bạn. Cho vào đó một muỗng tiêu nữa. Các bạn ướp vô cho mình 2 thìa hạt nêm bột ngọt, 3 thìa đường. Mà không thể thiếu làm cho cái món ngan siêu cay của mình nó có cái vị cay rất là đặc trưng, đó là tương ớt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đó 2 muỗng cà phê tương ớt. Bạn cho vào đó cà ri hương nhân liệu. Mình sẽ ướp cái phần gia vị đã chuẩn bị lên ngan. Thank you.
rất là thơm luôn. Mình sẽ thưởng thức nha. Thử một miếng xem mùi vị nó như thế nào nha các bạn. Chà, nó quá nóng đi. Là đã luôn các bạn. Hy vọng là món ăn của mình sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị. Các bạn hãy đăng ký và subscribe cho kênh của mình nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.